Hôm nay em sẽ lên một cái lô máy cưa xăng hàng bãi Nhật nha. Giá chỉ hơn 1 triệu thôi hoặc là vài triệu tùy theo cây. Có hàng tỉa cành, hàng xài gia đình hoặc là khai thác tầm trung nha. Rồi em sẽ lên chi tiết từng cây trước. Con này là Shindewa của Nhật nha. Máy 2,6 kg cho mấy anh tỉa cành leo trèo này kia. Con này đẹp 90% nha. Rất là đẹp luôn. Hàng Shindewa thì rất là tiết kiệm xăng nha. Rồi con này là con Echo CS300T sản xuất năm 2022 nha. Con này 3 kg nè, trợ lực đầy đủ luôn, đẹp 90%, lam 4 tấc giùm em. Đó, con này rất là hot bên em nè, bán cực kỳ chạy dòng này. Rồi con này là Echo Qrid hệ đời cao á, 3611 có Eco nè, nòng 39 ly, máy nòng đứng nha, còn cực kỳ đẹp. Rồi em này là Echo GC301 máy 4 kg, đẹp 95%, nòng 37 ly. Em này là Echo 366 nòng 39 ly luôn nha. Chạy một cái lam nối tản nhiệt cực kỳ vip nha. Đó, con này 5,5 kg thôi. Em này là Makita 3201 hàng của Nhật nha, máy 5 kg. Rồi em này là Makita 281 máy 3,5 kg nha. Em này là Ryobi 3435 máy 5 kg, đẹp 90%. Con này Makita giá hơn 1 triệu thôi, 4 kg. Con này Makita 5 kg nè. Con này máy Thụy Điển nha, máy 5 kg giá siêu rẻ luôn. Con này là Echo 4 kg giá hơn 1 triệu. Máy móc bên em đã test nổ ok rồi, đang ở Tân Châu, An Giang nha. Anh nào muốn xem máy chi tiết thì cứ nhắn tin trực tiếp nha, số điện thoại trên màn hình hoặc là có là Zalo, Facebook giùm em. Rồi em cảm ơn luôn.